Island Intima Baby, dung dịch vệ sinh vùng kín cho bé gái từ 1 tuổi trở lên, được sản xuất tại châu Âu. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Vui. Hôm nay Mỹ Vân sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn một trong những chủ đề mà các bậc phụ huynh đang rất là quan tâm, đó là làm thế nào để vệ sinh vùng kín cho trẻ nhỏ, đặc biệt là đối với các bé gái. Và làm cách nào để vệ sinh đúng cách, làm thế nào để lựa chọn được những sản phẩm phù hợp nhất cho đối tượng trẻ nhỏ, đó là điều mà tất cả chúng ta rất là quan tâm. Và ngày hôm nay đến với chủ đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một vị khách mời, đó là một bậc phụ huynh đang có con nhỏ. Xin được giới thiệu cùng quý vị chị Thanh Nga. Và trước khi trò chuyện với vị khách mời này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Trên thực tế, tỷ lệ viêm nhiễm vùng kín của bé gái không hề nhỏ. Một trong những nguyên nhân là do mẹ vệ sinh vùng kín cho bé không đúng cách. Theo các chuyên gia nhi khoa, có đến 90% các mẹ đang áp dụng sai cách vệ sinh vùng kín cho bé gái hàng ngày. Dưới đây là 5 sai lầm các mẹ thường gặp khi vệ sinh vùng kín cho bé. 1. Vệ sinh vùng kín cho bé bằng sữa tắm. 2. Vệ sinh vùng kín bằng nước lá chầu không, lá chè. 3. Vệ sinh vùng kín bằng nước muối. 4. Vệ sinh vùng kín bằng nước lọc. 5. Vệ sinh vùng kín bằng dung dịch vệ sinh của mẹ. Trẻ nhỏ cần có sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt từ cha mẹ để con có thể phát triển thực sự hoàn thiện, thì vấn đề sức khỏe cần đặt lên hàng đầu. Trong đó, vấn đề vệ sinh vùng kín cho con, đặc biệt là các bé gái từ 1 tuổi trở lên, tưởng chừng đơn giản nhưng đặc biệt quan trọng và cần biết cách vệ sinh đảm bảo an toàn và sạch sẽ cho bé. Xin chào chị Thanh Nga. Chúng tôi được biết rằng là bé nhà chị trước đây thì gặp phải hiện tượng là vùng kín bị mẩn ngứa và đỏ này. Thì chị có thể chia sẻ cho khán giả biết rõ hơn về tình trạng của bé cũng như là chị đã làm cách nào để chấm dứt cái tình trạng này ạ? Xin chào MC. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là Thanh Nga, năm nay tôi 32 tuổi và hiện tại thì tôi đang có một bé gái 3 tuổi và con thường xuyên là vẫn phải đóng bỉm. Chính vì thế mà con đã gặp phải cái tình trạng là vùng kín bị mẩn đỏ, ngứa ngáy rất là khó chịu. Chính vì thế mà con rất là quấy khóc và lại còn biếng ăn nữa. Mình thấy như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là lo lắng. Thì mình cũng có dùng rất là nhiều các cái phương pháp như là đun lá mướp đắng này, hay là dùng các cái phương pháp dân gian. Nhưng mà cái tình trạng của con thì cũng không được cải thiện. Nhiều lúc mình nghĩ là hay là mình còn dùng cả cái dung dịch vệ sinh của mình để rửa cho bé nữa. Thì vì thấy là con bị như vậy thì mình rất là lo lắng, vì sợ là khi mà con bị viêm nhiễm như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau này. Nhưng cũng rất là may mắn, mình đã đưa con đi khám thì bác sĩ cũng có tư vấn cho mình cái phương pháp chăm sóc bằng cái sản phẩm Island Intima Baby. Thì mình thấy đây là một cái sản phẩm dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho trẻ em đến từ châu Âu. Nên là mình cũng đã mua về để cho bé nhà mình dùng. Thì mình cũng cảm thấy rất là yên tâm. Bởi vì mình tìm hiểu thì mình được biết là cái sản phẩm này ấy là được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên với những cái thảo dược hữu cơ và không có mùi, rất là an toàn và sử dụng được cả ngay khi mà mình bị dị ứng. Và sản phẩm này thì được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP tại châu Âu và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành rồi. Và đặc biệt là cái sản phẩm này ấy, thì là còn được hỗ trợ để điều trị các cái chứng bệnh như là vùng kín của trẻ nhỏ là bị viêm nhiễm hay là bị mẩn đỏ giống như bé nhà mình. Vì thế mà mình rất là yên tâm sử dụng cho bé. Vậy thì sau khi sử dụng sản phẩm Island Intima Baby, một sản phẩm chuyên biệt để vệ sinh vùng kín cho bé, thì tình trạng của bé đã được cải thiện như thế nào? Sau khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy là cái tình trạng mẩn đỏ là đã được cải thiện rõ rệt rồi. Và mình thấy là bé cũng không kêu là bị ngứa hay là bị đau rát gì nữa cả. Con đã ngoan hơn và chịu chơi hơn rất là nhiều. Và mình thấy là chỉ sử dụng gần một tuần thôi thì cái tình trạng mẩn đỏ, nổi đỏ đấy là đã không còn nữa. Thì mình cũng có cho bé nhà mình đi khám lại thì bác sĩ nói là nên sử dụng cái sản phẩm này bởi vì rất là tốt và lành tính, nên là sử dụng để vệ sinh cho bé hàng ngày để giúp loại bỏ được các cái vi khuẩn mà gây hại cho vùng kín của bé. Và đặc biệt là cái sản phẩm này còn giúp phòng ngừa các cái tình trạng viêm nhiễm vùng kín của bé nữa. Thì mình thấy đây là một cái sản phẩm nó rất là hiệu quả và được chiết xuất từ thiên nhiên như vậy nên là rất là lành tính. Và cái sản phẩm này là mình thấy là còn được dùng cho cả các bé trai nữa. Và từ các bé làm từ 1 tuổi trở lên đã đều sử dụng được cái sản phẩm này. Nên là mình cũng muốn là chia sẻ cho các mẹ
các mẹ nên sử dụng cái sản phẩm Oilan Intima Baby này để vệ sinh vùng kín cho các bé hàng ngày. Ngoài việc sử dụng sản phẩm Oilan Intima Baby ra thì chị còn những kinh nghiệm nào khác trong việc là chăm sóc vùng kín cho con của mình? Chị hãy chia sẻ cho quý vị khán giả biết được không ạ? Thực ra là với kinh nghiệm của mình ấy thì mình cũng có rất là nhiều những cái kinh nghiệm, bởi vì là bản thân là bé nhà mình cũng đã từng là bị rồi. Và mình thấy rằng là sử dụng cái sản phẩm Oilan Intima Baby này nó rất là hiệu quả. Nó được chiết xuất từ thiên nhiên nên là rất an toàn, lành tính, mà sử dụng được cả khi mà mình bị dị ứng nữa. Ngoài ra thì mình cũng xin chia sẻ là với các mẹ là không nên là sử dụng các cái sản phẩm sai cách cho bé nhà mình. Ví dụ như là đun các loại nước lá như là trầu không hay là trà xanh, hay là dùng nước muối mà vệ sinh cho các bé hàng ngày. Và một cái nữa là không nên sử dụng như là xà phòng này hay là sữa tắm để vệ sinh cho bé. Và cũng không nên là sử dụng cái dung dịch vệ sinh của mình mà để vệ sinh cho các bé nữa. Như vậy nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Xin được cảm ơn những chia sẻ của vị khách mời Thanh Nga, và chúc em bé nhà mình hay ăn chóng lớn và luôn luôn khỏe mạnh. Hầu hết các bà mẹ nghĩ rằng cái viêm nhiễm vùng kín nó không xảy ra bé gái, nó chỉ xảy ra ở người phụ nữ trưởng thành thôi. Thì điều này, cái suy nghĩ này có đúng hay không? Thì trên thực tế cho thấy rằng thì các bé gái nó vẫn bị viêm nhiễm vùng kín, chứ không phải là không có, mà thậm chí cũng không phải là ít nữa đó, nhiều. Và tại sao như vậy? Mình biết là những bé gái, nhất là những bé mà ở cái tuổi mầm non á, mình đóng bỉm cho bé, và chính cái đóng bỉm đó làm cho chất thải như là nước tiểu hay là phân thì nó ra, nó động ở trong cái bỉm đó, nó làm cho viêm. Mà em bé thì cái da em bé rất là mỏng, rồi cái hệ miễn dịch em bé cũng còn yếu ớt, mà vi khuẩn thì dễ xâm nhập, thành ra dễ bị viêm. Và những em bé mà không được đóng bỉm mà ví dụ như mình để trần ra đó, rồi ngồi dưới sàn, ngồi ở ghế, ngồi cái vùng mà không được vệ sinh, nó cũng có những cái vi khuẩn mà mình không nhìn mà thấy thường thôi. Và những cái vi khuẩn đó nó sẽ vào trong cái cơ quan sinh dục hay là bộ phận vùng kín của bé khi mà em bé ngồi trực tiếp lên sàn nhà. Do vậy, những trường hợp này là có thể bị viêm. Cũng với những lý do đó, mình biết là những đối tượng dễ viêm, những đối tượng, những bé nào dễ bị viêm, đó là những bé mà mình không có chăm sóc vùng kín bé tốt. Rồi những bé mà đóng bỉm thường xuyên, với những bé đó mà mình không vệ sinh kỹ nữa, mình không vệ sinh đúng cách thì rất dễ bị viêm nhiễm. Mình chăm sóc bé bằng cách nào? Chăm sóc bé bằng cách là phải giữ vệ sinh vùng kín của bé, phải cho sạch. Nếu mà em bé đóng bỉm, mình mặc bỉm cho em bé, phải thay thường xuyên. Các bậc phụ huynh cũng lưu ý là tuyệt đối không dùng những cái dung dịch vệ sinh mà không rõ nguồn gốc, mà tính sát khuẩn cao, mà thường dùng cho người lớn để điều trị viêm. Cũng không dùng những cái chất liệu dân gian giống như lá trà xanh gì đó về mình nấu. Rồi cái thứ hai nữa là những dung dịch mà sát khuẩn mà có mùi nè, rồi có màu nè, rồi có tạo bọt nhiều, thì những cái đó có tính sát khuẩn và nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến độ pH cũng như là cái làn da nhạy cảm của bé. Bé sẽ dễ bị kích ứng và dễ bị viêm hơn nữa. Rồi nên chọn loại nào? Mình phải lưu ý là đối với các bé thì mình nên vệ sinh hàng ngày cho các bé bằng cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho các bé mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cũng như là được sản xuất từ những nguyên liệu mà đáng tin cậy là thiên nhiên và trồng bằng phương pháp hữu cơ. Rồi sản xuất chuyên biệt dành cho bé như vậy thì đảm bảo được tính an toàn cũng như là độ pH phù hợp với em bé, và được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành ở trong nước thì nó an toàn hơn, cũng như là được chứng nhận hay được kiểm nghiệm lâm sàng rồi trên những làn da của em bé thì nó đảm bảo như vậy. Nếu mà mình sử dụng những sản phẩm đó thì đúng là em bé của mình được vệ sinh và tránh viêm nhiễm. Oilan Intima Baby, dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho bé gái từ 1 tuổi trở lên, là giải pháp hiệu quả giúp làm sạch nhẹ nhàng và bảo vệ cơ quan sinh dục ngoài dành cho bé gái. Hiệu quả đã được chứng minh. Nhờ chứa các thành phần từ tự nhiên, không mùi, ít bọt, Oilan Intima Baby giúp bảo vệ vùng kín cho bé gái theo cơ chế, giúp phòng và giảm thiểu các hiện tượng viêm, ngứa vùng kín, mang lại cảm giác khô thoáng kéo dài, nên sử dụng hàng ngày, dùng được cho những làn da nhạy cảm và cho cả bé trai. Oilan Intima Baby, dung dịch vệ sinh chuyên biệt cho bé gái từ 1 tuổi trở lên, đến từ châu Âu.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về sản phẩm Oilan Intima Baby, một sản phẩm chuyên biệt dành để vệ sinh vùng kín cho bé gái từ 1 tuổi trở lên. Đến đây thì chương trình Sống Vui của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị nếu có câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi về tổng đài của chúng tôi số 1800 558889 hoặc số 0896 509 509. Nếu như có những câu hỏi thắc mắc, quý vị cũng có thể gửi về hòm thư sốngkhoe@bacsitivấn.vn. Chi tiết hãy tham khảo tại website bacsitivấn.vn. Cho phép chúng tôi được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Oilan Intima Baby, dung dịch vệ sinh vùng kín cho bé gái từ 1 tuổi trở lên, được sản xuất tại châu Âu. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.